chào quý khán giả đang đón theo dõi bản tin Chuyển động Đông Tây ngày 7 tháng 7 năm 2018 của truyền hình Hậu Giang. Rất nhiều thông tin nóng và hấp dẫn đã sẵn sàng để chuyển đến quý khán giả ngay sau đây. Bạc Liêu sạt lở bờ sông nghiêm trọng, nhiều nhà dân bị trôi xuống sông vào rạng sáng nay. Thái Lan họp báo khẩn lúc 0 giờ tìm phương án giải cứu đội bóng nhí. Đột kích tụ điểm karaoke lúc rạng sáng, phát hiện 16 nam nữ về ma túy. World Cup hay mùa của những thằng bừng, những tên tội phạm gây rối xã hội. Biên tập viên chương trình có bài phân tích sau ít phút nữa. Cà Mau xác minh phản ánh của người dân về gạo giả. Đồng bằng sông Cửu Long đang vào mùa mưa, cũng là thời điểm sạt lở diễn biến phức tạp nhất. Vào sáng nay, cộng tác viên chương trình tiếp tục ghi nhận một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể, khoảng 3 giờ sáng nay đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại nhiều nhà dân trên tuyến kênh 30 tháng 4 thuộc khóm 4, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, khiến cho người dân vô cùng hoảng hốt. Theo người dân sinh sống ở đây cho biết, đêm qua ở thành phố Bạc Liêu có mưa to và gió rất lớn. Trong khi mọi người đang ngủ thì đột nhiên nghe nhiều tiếng động lớn ầm ầm. Sau đó thì phát hiện nhà mình có dấu hiệu sụp lún xuống sông. Bà con chỉ kịp tri hô cho mọi người chạy thoát thân ra khỏi nhà. Theo quan sát của phóng viên, điểm sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 4 mét, dài khoảng 50 mét, đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân. Có một căn nhà bị sụp hoàn toàn phía nhà sau, trôi xuống sông. Một căn nhà khác bị thiệt hại từ 30 đến 50%. Rất may không có thiệt hại về người, còn thiệt hại tài sản hiện chưa thể thống kê. Vụ sạt lở xảy ra bất ngờ trong đêm, trong khi đó trời đang mưa và có gió lớn, khiến cho người dân không kịp di dời nhiều tài sản. Đáng lo ngại là tại vị trí sạt lở đã xuất hiện thêm các vết nứt ăn sâu vào nhà dân liền kề. Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã đến khảo sát hiện trường vụ sạt lở. Đợi đến thủy triều rút sẽ huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, khẩn trương giúp dân di dời tài sản đến nơi an toàn, bố trí chỗ ở tạm thời cho những hộ bị ảnh hưởng. Thưa quý khán giả, nắng nóng khắc nghiệt kéo dài đã khiến cho hơn 10.000 hectare lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị khô hạn nặng, trong đó nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng. Trong khi đó thì nhiều hồ đập thủy lợi trên địa bàn lại đang ở mực nước chết. Lúa đang lên xanh mà giờ héo úa, đất nước nẻ, ruộng đồng đang cháy khô từng ngày. Theo bà con nông dân ở đây, nếu nắng nóng chỉ kéo dài thêm vài ba ngày nữa, thì toàn bộ diện tích lúa trên cánh đồng này sẽ mất trắng. Chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Nghi Lộc có gần 6.000 hecta lúa, thì đến nay đã có gần 4.000 hecta bị khô hạn. Trong khi đó hệ thống tưới gần như bị tê liệt vì thiếu nước. Trong số 41 hồ đập thì đã có đến 35 hồ có mực nước chết. Nếu tình hình không được cải thiện, nguy cơ hạn hán có thể tăng thêm 2.000 hecta. Trong lúc này tại tỉnh Thanh Hóa đang xảy ra tình trạng khô hạn cục bộ. Vụ xuân này, xã Công Liêm, huyện Nông Cống có 374 hecta lúa, nhưng gần 300 hecta đã bị khô hạn. Đặc biệt, những diện tích gieo xạ có nguy cơ mất trắng nếu vài ngày tới không có mưa. Người dân đã tận dụng mọi nguồn nước để có thể cứu lúa, nhưng diện tích không đáng kể và đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích lúa vụ mùa tại các địa phương khác sẽ tiếp tục bị khô cháy. Các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung vẫn đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. Nhưng khó có thể tưởng tượng được rằng chỉ hơn 10 ngày trước, mưa lũ đã khiến 23 người chết và gây thiệt hại hơn 400 tỷ đồng cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Cho đến nay thì nhiều địa phương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau đợt mưa lũ. Phải men theo lối nhỏ khiêng xe máy đi qua đoạn đường bị sạt lở đang là cách mà các hộ dân ở xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu phải làm sau các đợt sạt lở khối lượng lớn đất đá cách nay gần nửa tháng. Vẫn biết là nguy hiểm, thế nhưng người dân không còn lựa chọn nào khác bởi giao thông vẫn bị chia cắt, trong khi lượng thực phẩm thì ngày càng khan hiếm. Đã hơn 10 ngày nay, hàng trăm hộ dân của nhiều bản làng xã Pha Vệ Sủ vẫn bị cô lập. Các nhu yếu phẩm dự trữ của người dân hay các quán bán nhỏ lẻ đã gần như cạn kiệt hàng hóa. Trong khi nhiều gia đình đã bị cuốn trôi hết nhà cửa qua màu, trên địa bàn huyện Mường Tè,
hiện vẫn còn hàng trăm điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Trên tuyến đường liên xã Bùm Nưa, Pha Vị Sủ có đến hơn 70 điểm sạt lở, trong khi đó công tác san gạt thông đường gặp nhiều khó khăn do độ trượt cao, đường dốc, vực sâu. Trong khi đó các đường từ xã đi đến các bản vẫn còn ngổn ngang. Cuộc sống của đồng bào đã khó khăn, nay còn khó khăn hơn bội phần do bị chia cắt. Tiếp tục nỗ lực của Thái Lan trong việc giải cứu đội bóng nhí và huấn luyện viên mắc kẹt trong hang tham luống. Đúng 0 giờ ngày 7 tháng 7, theo giờ Việt Nam, tỉnh trưởng Chiang Rai, chỉ huy chiến dịch giải cứu đã chủ trì cuộc họp báo khẩn. Tại cuộc họp báo, người chỉ huy chiến dịch giải cứu cho biết, chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch làm sao để giải cứu đội bóng về việc lặn ra khỏi hang. Khi các phóng viên đều còn hỏi liệu có đưa các em ra lập tức không vì hôm nay đã bắt đầu mưa, tỉnh trưởng Chiang Rai khẳng định ngay, không, sức khỏe các em chưa đủ. Ông nói thêm, chúng tôi đang muốn khoan xuống 600 mét để giải cứu đội bóng. Nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là bơm không khí vào hang cho các em, trong khi hiện nay mực nước đang dâng lên. Thái Lan đang có thêm các nhóm thợ lặn từ Anh và nhiều nhóm khác nữa đến hỗ trợ. Được biết khoảng cách từ trên núi xuống hang của các em là 600 mét. Lực lượng cứu hộ đã đào khoảng 100 hang trên núi, nhưng chỉ một số ít có tiềm năng. Trong đó hang có tiềm năng nhất dài 400 mét, lại đi chệch hướng. Cho đến sáng nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang bàn các phương án giải cứu như ban đầu. Liên quan đến chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan, tối qua 6 tháng 7, tỷ phú người Nam Phi quốc tịch Mỹ Elon Musk thông báo ông sẽ cử các kỹ sư làm việc trong hai công ty của mình tại Thái Lan tới hỗ trợ lực lượng chức năng tại hiện trường. Trên mạng xã hội Twitter, tỷ phú Musk cho biết công ty Boringco của ông chuyên thi công những đường hầm cho các hệ thống vận tải tiên tiến và hiện đang sở hữu radar thăm dò lòng đất cực kỳ hiện đại. Ông đã đưa ra gợi ý về một giải pháp thoát hiểm an toàn, cụ thể là thiết kế một đường hầm dẫn khí được cấu tạo từ các ống mềm có thể bơm phồng và chứa đầy không khí bên trong, tương tự như các nhà phao có hình lâu đài được bơm phồng. Và đây sẽ là lối thoát hiểm của các thiếu niên. Theo tỷ phú này, các kỹ sư của ông cần có mặt tại hiện trường để đánh giá tính khả thi của hoạt động cứu hộ. Hiện giới chức Thái Lan chưa đưa ra phản ứng chính thức nào về kế hoạch của tỷ phú Musk. Chuyển sang những tin tức nóng mà chúng tôi vừa tổng hợp. Bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke trên đường An Dương Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng nay, lực lượng công an phát hiện 16 nam nữ đang tổ chức sử dụng ma túy trong 3 phòng. Theo đó, hàng chục chiến sĩ công an bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke K-pop ở địa chỉ 383 An Dương Vương, phường 3, quận 5. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 3 căn phòng của quán karaoke đang có 16 người, 10 nữ, 6 nam đang tổ chức sử dụng ma túy. Kiểm tra trong 3 phòng, công an phát hiện nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, viên nén nghi là ma túy và nhiều dụng cụ thường được dùng để sử dụng ma túy. Toàn bộ 16 người bị đưa về trụ sở công an để kiểm tra ma túy. Cũng trong sáng nay, một tổ công tác khác của BC64 đã tiến hành kiểm tra khách sạn trên đường Tạ Quang Hữu, phường 5, quận 8 và phát hiện hai nam thuê phòng để sử dụng ma túy. Sau khi lập biên bản, BC64 đã bàn giao hai đối tượng và tang vật cho công an phường 5, quận 8 xử lý. Bán hàng online đang giúp người dùng kiếm lời khủng vì đây là phương tiện quảng cáo hiệu quả và nhanh chóng nhất. Những năm gần đây, hình thức bán số đề qua mạng cũng rất nhiều đối tượng khai thác. Sáng nay 7 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thoại Sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với những đối tượng liên quan đến hình thức đánh bạc này. Trước đó nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại nhà bà Võ Thị Mỹ Hạnh đang tổ chức bán số lô số đề, lực lượng công an huyện Thoại Sơn tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang bà Hạnh và Nguyễn Thành Nguyên đang tổ chức nhận phơi bán số lô số đề, các đài An Giang và Hà Nội mở thưởng. Tại hiện trường, lực lượng công an lập biên bản thu giữ 5 tờ phơi ghi số lô số đề với tổng số tiền trên phơi là trên 20 triệu đồng, 2 quyển tập ghi kết quả xổ số, 2 máy fax, 5 điện thoại di động và trên 200 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật có liên quan đến bán số lô số đề. Tại cơ quan công an, bà Hạnh thừa nhận đã nhận phơi bán số lô số đề được khoảng một năm nay thông qua mạng xã hội Zalo và điện thoại. Tội phạm trộm cướp cũng ngày càng tinh vi hơn khi thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phá nhiều vụ với địa bàn hoạt động rộng khắp. Sáng nay, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 thanh niên từ thành phố Hồ Chí Minh lên tỉnh Lâm Đồng trộm xe máy.
Tại cơ quan công an, Thành và Sơn khai nhận vào ngày 20 tháng 6, Thành và Sơn cùng 3 đối tượng khác từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt đến các hộ dân nhà trọ, dùng phanh khóa lấy trộm 15 xe máy các loại. Hầu hết là những xe máy đắt tiền như Exciter, Vision, Assac, Airblack. Sau đó chạy vào thành phố Hồ Chí Minh tìm mối tiêu thụ. Có đêm đã lấy được 4 xe như tại một nhà trọ trên đường Trần Khánh Dư, phường 8. Sau đó nhóm đối tượng trở lại Đà Lạt để chuẩn bị trộm xe thì bị lực lượng công an bắt giữ. Ngoài việc khởi tố các bị can, công an thành phố Đà Lạt cũng đang mở rộng điều tra, thu hồi tang vật và truy bắt những đối tượng còn lại. Sáng nay, công an phường 1 thành phố Sóc Trăng bắt đối tượng Nguyễn Lê Luân, sinh năm 2003, trú tại phường 9 thành phố Sóc Trăng, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Nguyễn Lê Luân phát hiện một chiếc xe mô tô đậu trước nhà, không có người trông coi, nên đã lấy trộm xe, dẫn đến khu vực bến đò trên đường Lý Thường Kiệt tháo rời các bộ phận để bán lấy tiền. Lúc này, khi thấy lực lượng công an đã và chủ xe đang đi tìm tài sản, nên đối tượng Luân đã bỏ đi về. Qua điều tra, công an phường 1 xác định và mời đối tượng lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Luân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Thu độ bóng đá World Cup không có tiền trả. Một thanh niên mới 17 tuổi đã làm liều đi cướp xe ôm. Chiều qua 6 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền, 17 tuổi, ngụ khu phố Minh Long, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành về hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 20 tháng 6 năm 2018, do không có tiền chung thua độ bóng đá nên Hiền có ý định đi cướp tài sản. Sau đó, Hiền thuê xe ôm của ông Võ Minh Hay, 54 tuổi, chở đến chùa Thanh Gia thuộc ấp Hòa Thanh, xã Định Hòa, huyện Gò Quao. Lợi dụng đêm khuya vắng người nên Hiền dùng móc khóa chích điện chích vào cổ ông Hay. Biết mình gặp phải tên gian manh nên ông đã đẩy Hiền ra khỏi xe và bỏ chạy, đồng thời đến cơ quan công an trình báo. Hiền bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Hiền thừa nhận mục đích chích điện ông Hay là để chiếm đoạt xe máy đem bán để trả nợ tiền thua cá độ bóng đá. Thưa quý khán giả, càng về những trận đấu cuối của mùa World Cup thì tình trạng cá độ bóng đá lại diễn ra ngày càng phức tạp. Một khi đã cháy túi, một số con bạc sẵn sàng vi phạm pháp luật. Vấn đề được chúng tôi liên tục phản ánh trong các chương trình tin tức. Cụ thể là sau khi thua độ, một số đối tượng đã đi cướp giật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là trộm cắp, làm cho nhiều người dân rất bất an. Biên tập viên Minh Mẫn đã tổng hợp những việc cụ thể. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Tối ngày 26 tháng 6, Cảnh sát hình sự quận 11 thành phố Hồ Chí Minh ập vào quán cà phê Gia Bảo nằm trên đường Lý Thường Kiệt, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Diễn, sinh năm 1980, quê tỉnh Bình Định, đang nhận tiền cược từ các con bạc để cá độ bóng đá. Sau đó một ngày, đội cảnh sát hình sự công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cũng tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm Đỗ Thị Tuyết Sương, sinh năm 1973 và Trần Chí Tâm, sinh năm 1963, cùng cư trú xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vì hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền mặt. Trước đó không lâu, công an tỉnh Nghệ An cũng thực hiện thành công chuyên án 618B, triệt xóa 5 đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt và xử lý 36 đối tượng tham gia với tổng số tiền cá độ bóng đá gần 2 tỷ đồng. Chỉ hơn 3 tuần World Cup diễn ra, từ Bắc vào Nam hàng loạt ổ cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá bị triệt xóa. Dường như lực lượng chức năng càng mạnh tay với tệ nạn này thì lại càng xuất hiện nhiều hơn những con thiêu thân đánh đổi đời mình vào một dải canh bạc đỏ đen. World Cup vẫn đang diễn ra sôi động ở tận nước Nga xa xôi. Ở đó tất cả mọi người dù khác nhau về màu da, sắc tộc, tôn giáo, chính trị nhưng đều hòa chung một niềm vui vào những trận bóng để hướng đến những điều tốt đẹp. Ở Việt Nam, những người hâm mộ bóng đá chân chính cũng đang hân hoan xuýt xoa trước những pha bóng đẹp, bình luận sôi nổi những trận bóng mà đội kèo dưới thắng đội kèo trên vào mỗi sáng. Nhưng xen lẫn vào đó là những con bạc khác nước vẫn đang gồng mình gánh chịu hậu quả vì thói mê cờ bạc, cá độ bóng banh của mình. Từ khi trái bóng World Cup bắt đầu lăn, tình trạng trộm cướp cũng bắt đầu tăng ở mức báo động. Nợ nần do thua độ đá banh, Trần Đình Đông, 37 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai, đã lẻn vào bệnh viện để trộm cắp tài sản của bệnh nhân và người nuôi bệnh bán lấy tiền tiêu xài. Đông khai trước khi bị bắt từng thực hiện trót lọt hơn 10 vụ trộm và đây là lần thứ 2 hắn đột nhập bệnh viện này để trộm cắp tài sản.
Cũng vì thua cá độ bóng đá, Nguyễn Minh Hồ, 38 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang, đã vào khu vực căng tin của bệnh viện Triều An ở phường An Lạc, quận Bình Tân để xin cơm ăn. Sau đó, hắn phát hiện một xe cấp cứu có cắm chìa khóa trong xe nên nảy sinh ý định trộm cắp lấy xe ra khỏi bệnh viện. Thậm chí, có những trường hợp là người có học thức cao trong xã hội vì đam mê cá độ bóng đá mà tự mình giết chết tương lai. Như trường hợp của Hoàng Xuân Sang, 31 tuổi, ngụ phường 25, quận Bình Thạnh. Được biết, Sang vừa bảo vệ thành công luận án thạc sĩ và từng làm nhân viên ngân hàng, nhưng do cá độ đá banh bị thua nên Sang tìm cách lừa đảo một người phụ nữ để chiếm đoạt 300 triệu đồng trả nợ. Rồi y cũng bị công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bắt ngay sau đó. Trộm cắp hầu như diễn ra khắp hang cùng ngõ hẻm của các thành phố lớn hoặc ở tận những vùng quê. Nhỏ thì là chiếc xe gắn máy của ai đó chưa kịp đóng cửa hoặc khóa cổng, còn lớn hơn thì là vàng bạc đá quý để trong nhà. Trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhận định, thời gian qua, tội phạm trộm cắp ở tỉnh này diễn biến phức tạp, đặc biệt có đông công nhân sinh sống. Các loại tài sản bị trộm thường là xe máy, đột nhập nhà, trộm két sắt hoặc đập kính ô tô lấy tài sản. Đã có nhiều người tán gia bại sản, có người vào tù và cũng đã có nhiều người mất đi mái ấm gia đình vì thua độ World Cup. Vậy mà nhiều người vẫn sẵn sàng đánh đổi bằng vài trận cá độ bóng đá. Có đáng hay không? Hỡi những bác thần mừng. Cờ bạc, cá độ có thể biến một người có tình yêu bóng đá trở thành những kẻ trộm cướp bất đắc dĩ. Nhưng một khi đã sa chân vào cờ bạc thì bất cứ ai cũng khó lòng từ bỏ được. Hệ lụy cho gia đình và xã hội là điều khó tránh khỏi. Tiếp tục chương trình trưa nay, Khánh Hòa xuất hiện tình trạng xin nhập hộ khẩu dùng khó khăn để được khám chữa bệnh miễn phí. Bạc Liêu phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất trà cà phê giả. Cà Mau xác minh phản ánh của người dân về gạo giả. Thưa quý khán giả, trong quá trình cấp thẻ, Bảo hiểm xã hội Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện nhiều trường hợp xin nhập hộ khẩu dùng khó khăn để được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được khám chữa bệnh miễn phí. Hình thức trục lợi mới này chưa được phát hiện nhưng cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên chương trình về những bất cập này. Theo quyết định 582 của Thủ tướng Chính phủ, Khánh Vĩnh có 10 xã và 30 thôn nằm trong diện đặc biệt khó khăn. Người dân khu vực này được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Khi triển khai thực hiện chương trình 582 cho vùng đặc biệt khó khăn, Bảo hiểm xã hội huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cũng đã cấp phát miễn phí cho trên 5.200 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân. Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra đã phát hiện hơn 20 trường hợp gian lận để được hưởng chế độ. Đơn cử, một số trường hợp năm trước có hộ khẩu thị trấn Khánh Vĩnh, năm nay lại xin nhập hộ khẩu về thôn 6 xã Khánh Nam để được hưởng chính sách bảo hiểm. Các cơ quan quản lý và ủy ban dân các xã là rất là khó kiểm soát. Đấy, vì là cái hộ khẩu, căn cứ trên cái hộ khẩu để cấp thẻ. Giải pháp hiện nay của Khánh Hòa là ủy ban nhân dân các xã cần rà soát, tuân thủ chặt chẽ việc nhập khẩu để hạn chế tình trạng gian lận, đảm bảo tính công bằng khi thực thi chính sách về bảo hiểm y tế hiện nay. Từ nhiều năm nay, hơn 40 hộ dân sinh sống tại ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang phải sống trong cảnh thiếu điện sinh hoạt trầm trọng. Trước tình cảnh đó, người dân phải chấp nhận sử dụng nguồn điện với giá thành cao hơn gấp nhiều lần so với giá thông thường. Dù vậy, nguồn điện cũng không được ổn định và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm vì mất an toàn điện. Cộng tác viên chương trình đã đến tìm hiểu và có ghi nhận. Không điện lưới quốc gia, gia đình ông Thành phải tự kéo dây để sử dụng nhờ nguồn điện của một hộ dân khác cách đó hơn một cây số. Hằng tháng, ông phải trả tiền điện hơn 250.000, cao hơn gấp nhiều lần so với giá thông thường, mặc dù nhu cầu sử dụng điện của gia đình ông là rất thấp. Mỗi tháng là đóng toàn bộ là 260-270.000 đều gan luôn à. Mà không có cái gì hết trơn á, phải là có cái tivi không à, với cái nồi điện nấu cơm không à. Cái nồi điện nấu cơm á, nấu một lần á, là 1 tiếng ngoài 2 tiếng đồng hồ. Đâu có đủ điện đâu. Hiện tại, địa bàn ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền
Hiện vẫn còn hơn 40 hộ dân chưa có nguồn điện lưới quốc gia để sử dụng và các hộ này đều phải sử dụng nguồn điện chia hơi từ các nơi khác. Chính quyền xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương cho biết, do khu vực này lúc trước dân cư còn thưa thớt nên việc đầu tư kéo điện cho bà con là rất khó. Nhưng hiện tại, người dân đã đến sinh sống đông hơn nên sắp tới, xã sẽ kiến nghị với huyện và ngành điện để kéo điện phục vụ nhu cầu của bà con. Thông tin từ ngành chức năng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hàng trăm ký nguyên liệu phụ gia cũng như bao bì nhãn hiệu của một cơ sở có dấu hiệu làm giả các sản phẩm trà và cà phê nổi tiếng trên thị trường để điều tra xử lý. Theo đó, vào chiều ngày 4 tháng 7, qua kiểm tra cơ sở sản xuất của vợ chồng bà Quỳnh Kim Trúc, sinh năm 1985, và ông Phạm Nguyễn Phúc Nguyên, tên thường gọi Tạo, sinh năm 1978, ngụ ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, tổ kiểm tra liên ngành huyện Phước Long phát hiện cơ sở này chỉ có đăng ký kinh doanh mua bán trà và cà phê, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể được quyền sử dụng mã số, mã vạch cho các sản phẩm, địa điểm sản xuất. Tổ kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ nhiều tang vật gồm trà và cà phê chưa đóng gói với số lượng hàng trăm ký, hơn 12.000 bao bì và hơn 20 ký nhãn hiệu giả các thương hiệu trà cà phê nổi tiếng. Sáng nay, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết đã kết hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau tiến hành xác minh phản ánh nghi gạo giả tại hộ ông Triệu Chí Thân ở ấp Cái Chiến, xã Đồng Hưng. Thực hư của sự việc này như thế nào? Công tác chương trình có thông tin nhanh. Trước đó, hộ ông Triệu Chí Thân trình báo cho chính quyền địa phương có mua một số lượng gạo từ ghe bán hàng trên sông. Khi cho vào chảo rang khoảng thời gian 90 giây, dùng bật lửa đốt thì bốc cháy và ngã sang màu đen, kết dính lại với nhau thành khối nên nghi là gạo giả. Sau khi tiếp nhận phản ánh, công an xã Đông Hưng, huyện Cái Nước xuống hiện trường ghi nhận vụ việc và lấy mẫu. Mấy đầu vô cơm đó lụm được mấy cái cục nhỏ nhỏ tròn tròn đó, rồi cái nghi gạo giả, rồi cái đầu đem vô chảo rang thử, rang họ cho nó khét đen vậy đó, cái đầu lấy quẹt quẹt lên nó cháy rồi nghi. Nghi là gạo giả. Dạ. Qua xem xét mẫu gạo cho gia đình ông Triệu Chí Thân ở ấp Cái Chiến, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước cung cấp, ngành chức năng tỉnh Cà Mau nhận định. Qua cảm quan được cái gạo mà gia đình cung cấp thì nhận thấy là gạo này là qua cái quá trình cảm quan thì không phải là gạo giả, vì cái mùi là vị nó, cái mùi nó đặc trưng của cái tinh bột, tại vì trong cái thành phần gạo á là chủ yếu là khoảng 80% là tinh bột, rồi còn một số thành phần như vitamin, khoáng chất, rồi cái cellulose. Khi mà mình gạo mình rang lên đến một mức độ nào đó thì nó chỉ còn chất xơ, thì mình đốt lên thì nó sẽ cháy. Theo ngành chức năng, nếu gạo giả được làm từ polymer hay còn gọi là nhựa, hạt gạo không có mùi của tinh bột, khi ngâm vào nước sẽ không trương nở. Đây là điểm đặc trưng của hạt gạo, mọi người cần lưu ý. Cục xúc tiến thương mại quốc tế Bộ Công Thương Thái Lan phối hợp với Thương vụ Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần hội chợ và quảng cáo VinFast vừa khai mạc tuần lễ Thái Lan tại Cần Thơ 2018. Đây là cơ hội cho người dân Cần Thơ và khu vực phụ cận trải nghiệm sản phẩm, đồng thời thưởng thức món ăn chuẩn vị của Thái Lan và hoạt động rút thăm trúng thưởng. Tuần lễ Thái Lan tại Cần Thơ thu hút 123 gian hàng của 73 công ty tham gia trưng bày triển lãm sản phẩm ở các lĩnh vực như thực phẩm và đồ uống, chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm, thiết bị gia dụng, đồ dùng gia đình, sản phẩm bằng da, trang sức và phụ kiện. Sự kiện này là dịp để các doanh nghiệp khám phá cơ hội thương mại và đầu tư cũng như mở rộng mạng lưới kinh doanh ở khu vực phía Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, tuần lễ Thái Lan cũng mang đến cơ hội trải nghiệm những sản phẩm và dịch vụ chất lượng của Thái Lan cho người tiêu dùng Việt Nam. Hoạt động sẽ diễn ra đến hết ngày 8 tháng 7 năm 2018. Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam vừa công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho trường Đại học Nam Cần Thơ. Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, trường đã ổn định bộ máy hoạt động và đang đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, đào tạo hơn 8.000 sinh viên,
Dịp này, trường Đại học Nam Cần Thơ cũng khánh thành xưởng cơ khí ô tô với diện tích 1.200 m2, được đầu tư kinh phí 25 tỷ đồng, với các trang thiết bị thí nghiệm thực hành, phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Mở cửa từ ngày 21 tháng 6 tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người, trưng bày các mẫu vật của cơ thể người thật và các bộ phận trên cơ thể người đã được nhựa hóa, ngay lập tức đã gây tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều. Cộng tác viên chương trình đã ghi nhận một số ý kiến của khách tham quan trực tiếp tại cuộc triển lãm. Hầu như đầy đủ các bộ phận cơ thể người, từ các loại xương, cơ, cơ quan nội tạng và cả xác người nguyên dạng đều được trưng bày. Trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, nhiều ý kiến đã cho rằng việc trưng bày cơ thể và nội tạng người là ghê rợn, thiếu nhân văn, không phù hợp văn hóa người Việt. Tuy nhiên, điều này được cho là tùy cảm nhận của mỗi người xem. Cái vật phẩm đây thì mình cảm thấy nó giống nhựa hơn là giống thật. Cho nên là cái việc mà người ta cảm thấy phản cảm thì mình nghĩ cái thuộc về quan niệm và cái thuộc ở trong tư tưởng thôi. Trong số những người trực tiếp đến xem triển lãm, có khá đông các nhà nghiên cứu và sinh viên học sinh chuyên ngành. Nhóm đối tượng này lại nhìn nhận triển lãm theo hướng mang tính giáo dục, giúp hiểu biết thêm cũng như mang tính cảnh báo về sức khỏe, bệnh tật. Tôi nghĩ cái triển lãm này nó hay, nó cần thiết cho cái học vấn, cho cái tìm hiểu của mấy đứa nhỏ. Bởi vậy tôi mới đưa cháu đi nó xem. Mẫu vật như vậy chỉ chủ yếu là nhìn trên sách vở nên là em thấy cũng hứng thú khi mà được đi xem những cái mẫu vật ở ngoài đời thật. Với một triển lãm chưa có tiền lệ, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu trên các lĩnh vực khoa học lẫn mỹ thuật đều nhận định triển lãm này nên phục vụ cho chuyên ngành khoa học, y khoa hơn là triển lãm rộng rãi cho đại chúng. Đây là một cái triển lãm nó mang tính cách nghệ thuật và khoa học. Nếu mà cái nhà tổ chức ngay lúc đầu tiên đó, mình cứ nghiên cứu thử cái văn hóa của địa phương đó, có nên triển lãm lúc nào, thời gian nào, mình lấy được cái tiếng nói của dư luận trước khi mình đi một cách rất là mình cái phổ biến một cách đại trà. Triển lãm này trưng bày 137 mẫu vật của cơ thể người thật, trong đó có 11 bộ mẫu vật toàn cơ thể và 126 bộ là các bộ phận trên cơ thể người đã được nhựa hóa. Theo đơn vị tổ chức, các mẫu vật người thật được trưng bày đã được sự đồng ý của người hiến tặng. Dư luận đang có nhiều ý kiến khác nhau. Còn theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có được, tối qua, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Khai Thiên Big Ben tạm dừng hoạt động trưng bày mô hình cấu trúc cơ thể người tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày hôm nay 7 tháng 7, trong khi chờ các cơ quan chức năng xem xét. Cũng theo văn bản này, qua kiểm tra thực tế và kết quả cuộc làm việc vào ngày 5 tháng 7 với các bên liên quan, Sở phát hiện đơn vị tổ chức trưng bày đã thông tin không đúng thời gian triển lãm đến công chúng. Chất liệu mẫu vật trưng bày là cơ thể người được nhựa hóa không đúng theo đơn đề nghị là chất liệu nhựa. Qua việc tạm ngừng mở cửa triển lãm, Sở cũng yêu cầu đơn vị xin tổ chức trưng bày, cung cấp kế hoạch tổ chức, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, lý lịch, chất liệu cụ thể những vật mẫu từ nước ngoài, cụ thể là Hàn Quốc và Việt Nam, và các văn bản của cơ quan chức năng đã cấp phép. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Chuyển động Đông Tây trưa nay của Truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.